เชื่อมีคนเล่นแล้วยังฮะต้องมีดำบ่าวแบmỗi ngày cô chạy được 2 chuyến không? Mà, không chắc mỏi gì. Đầu tiên về đền vài chú cò nhé, chào nhân về chùa Dầu nhé, về đền Đô, về phủ Tây Hồ, phủ Văn Thánh và chùa Trần Quốc, đó hết một ngày. Cái tên vài chú cò nó có mỗi một cái tên thôi.